và sai một hai thì đó là không đam mê, họ nói chưa tốt hơn chúng tôi vì các cụ chúng tôi là nôn nóng, thể hiện sự nôn nóng không còn bình tĩnh, họ chơi không tốt. Trong giờ gì đó hai cậu thì anh đã nói gì với cầu thủ mà sang Đà Nẵng gần như là tôi chỉ bảo các cầu thủ của tôi là bỏ lỡ quá nhiều cơ hội, họ phải nên tận dụng, nếu không tận dụng thì họ phải trả giá, mà rõ ràng họ phải trả giá. Và đây là những bài học của họ, những gì tôi đã chỉ cho họ tôi đã nói hết rồi, nhiệm vụ của họ chỉ là tập thi thôi, nhưng rõ ràng hôm nay họ tập thi không tốt, nếu họ không tốt thì trận đấu là khác rồi, bóng đá là như thế. Tới đầu đây thì vai của